Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự chiều nay thứ Bảy ngày 28 tháng 11 2015 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Phần tin trong tỉnh mở đầu có những nội dung đáng chú ý sau. Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Long An lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp. Long An sơ kết 3 năm thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Huyện Châu Thành phát động xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu xã Hòa Phú. Phần tin trong nước và thế giới sẽ kết thúc chương trình thời sự này. Bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Qua 2 ngày làm việc trên tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc vào chiều qua 27 tháng 11 năm 2015. Đến dự đại hội có Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Đào Văn Ngọc cùng 136 đại biểu, đại diện cho 3.600 công đoàn viên toàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, tổ chức công đoàn tỉnh nhà đã đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ công chức viên chức lao động. Các hoạt động xã hội từ thiện được chú trọng và được tổ chức thường xuyên. Công tác chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ cũng được tiếp tục duy trì trong công đoàn viên chức tỉnh. Theo đó, công đoàn viên chức đã sửa chữa một nhà, bàn giao 7 nhà mái ấm công đoàn, trợ cấp đột xuất 14 trường hợp gặp khó khăn đặc biệt, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo. Nhân dịp Tết cổ truyền, tháng công nhân, công đoàn đã kịp thời thăm hỏi, tặng quà hơn 150 trường hợp đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức lao động gặp khó khăn. Năm 2011, công đoàn tổ chức hoạt động về nguồn, tặng một nhà tình nghĩa, 14 xe đạp, 200 quyển tập cho học sinh nghèo ở xã Long Thuận. Các công đoàn cơ sở đã bồi dưỡng giới thiệu 892 công đoàn viên chức ưu tú cho đảng xem xét, có 353 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, hoạt động nữ công tài chính công đoàn, công tác kiểm tra, chỉ đạo và tổ chức thực hiện luôn được các cấp công đoàn viên chức quan tâm tổ chức và thực hiện một cách nghiêm túc. Đại hội đã bầu 18 đồng chí vào ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Nguyễn Thị Bích Hằng tái đắc cử giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh. Huyện ủy Cần Đức tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt các văn kiện hội nghị lần thứ 12 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 cho các đồng chí trong ban chấp hành huyện ủy, lãnh đạo các phòng ban huyện, lãnh đạo các xã thị trấn. Đồng chí Nguyễn Việt Cường, Bí thư huyện ủy Cần Đức đã truyền đạt những nội dung cơ bản của văn kiện hội nghị lần thứ 12 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, trọng tâm là công tác chuẩn bị nhân sự ban chấp hành Trung ương khóa 12. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận cho nhiều ý kiến quan trọng và thông qua các nội dung về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Từ năm 2013 đến nay có khoảng 11.500 lao động nông nghiệp qua đào tạo, trong đó năm 2015 có khoảng 2.900 lao động, giúp nhiều nông hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Các địa phương đạt kết quả cao là huyện Châu Thành, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Đức Hòa, Đức Huệ và Vĩnh Hưng. Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị sơ kết 3 năm 2013-2015 thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh. Hội nghị vừa được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức vào chiều qua 27 tháng 11 2015. Để chương trình đào tạo nghề phù hợp tình hình thực tế địa phương đạt hiệu quả thiết thực, 3 năm qua tỉnh xây dựng phê duyệt chương trình đào tạo đối với 32 nghề nông nghiệp, trong đó Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh chủ trì xây dựng 12 nghề, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì xây dựng 20 nghề. Một số nghề đạt hiệu quả cao như nghề kỹ thuật trồng thanh long, trồng chanh, mè, nấm rơm, nghề kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho trâu bò, nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng. Hơn 100 giáo viên tham gia đào tạo nghề do ngành nông nghiệp quản lý, có kinh nghiệm thực tế về chuyên môn, gần gũi với nông dân, chủ yếu là kỹ sư nông nghiệp, công tác ở ngành khuyến nông, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp tỉnh và các địa phương, tỷ lệ lao động có việc làm sau khi học nghề đạt trên 90%, đa số lao động nắm được kiến thức, nâng cao kỹ năng nghề và có thu nhập cao hơn trước. Được biết, trong giai đoạn 2016-2020, số lao động nông thôn có nhu cầu được học nghề đã hơn 17.000 người. Đặc biệt, ngành nông nghiệp chú trọng đào tạo nghề cho nông dân nòng cốt, liên kết với doanh nghiệp trong mô hình cánh đồng lớn. Hôm qua 27 tháng 11, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Vĩnh Hưng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kỳ vừa qua,
Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin huyện Vĩnh Hưng đã huy động từ nhiều nguồn lực nhằm hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam với nhiều hình thức như xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh, cấp học bổng, tặng xe lăn, xe đạp và tặng trên 400 phần quà, tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Ngoài ra, hội còn vận động các nhà hảo tâm được số tiền gần 190 triệu đồng. Nhiệm kỳ 2015-2020, hội tiếp tục đặt ra mục tiêu vận động khoảng 50 triệu đồng mỗi năm từ các nguồn tài trợ nhằm hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam và gia đình họ vượt qua khó khăn, xây dựng sửa chữa 2-3 căn nhà tình thương cho các nạn nhân da cam gặp khó khăn về nhà ở. 100% các nạn nhân chất độc da cam phải được quan tâm chăm sóc, thăm hỏi động viên giúp đỡ, đồng thời tiếp tục công tác tuyên truyền, các hoạt động kêu gọi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới, gồm 13 thành viên, ông Võ Quốc Khánh tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin huyện Vĩnh Hưng, nhiệm kỳ 2015-2020. Hôm qua 27 tháng 11, tại xã Tân Phước Tây, chi nhánh điện huyện Tân Trụ tổ chức tổng kết mô hình app văn hóa tiết kiệm điện năm 2015. Mô hình app văn hóa tiết kiệm điện được triển khai từ năm 2015 tại ấp 1 và ấp 6 xã Tân Phước Tây. Trong suốt thời gian phát động, chi nhánh điện, chính quyền đoàn thể xã Tân Phước Tây và ban ấp tuyên truyền vận động được 79 hộ đăng ký thỏa thuận tham gia mô hình. Theo đó, mỗi hộ hàng tháng phải sử dụng điện tiết kiệm đạt từ 5% trở lên so với năm trước. Kết quả thực hiện mô hình có 13 trên 79 hộ đạt tiêu chí tiết kiệm điện như đã cam kết, đạt tỷ lệ 16,15%. Lượng điện tiết kiệm đạt trên 63%, tương đương với 364 kW. Dịp này, chi nhánh điện Tân Trụ biểu dương và trao tặng giấy khen của công ty điện lực Long An cho 10 khách hàng sử dụng đạt tiêu chí tiết kiệm điện cao nhất nằm trong mô hình. Huyện Châu Thành vừa tổ chức lễ phát động xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Hòa Phú. Xã Hòa Phú là một trong những xã đầu tiên của huyện được tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới và hiện nay được huyện chọn làm điểm xây dựng mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Hòa Phú báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới, tóm tắt đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu từ năm 2015 đến năm 2020. Thời gian qua, được huyện Châu Thành và tỉnh chọn làm xã điểm xây dựng mô hình xã văn hóa và xã nông thôn mới, Đảng ủy chính quyền xã Hòa Phú đã tập trung phát triển kinh tế, song song với việc chăm lo nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Tuy đã đạt 19 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới, nhưng chất lượng các tiêu chí chưa cao. Đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu có các chỉ tiêu cụ thể như hàng năm xã phải đạt và vượt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, 100% hộ gia đình có nhà ở kiên cố đạt chuẩn của Bộ Xây dựng, không còn hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng một năm. Xã đề ra 5 giải pháp cụ thể thực hiện đề án, song song với việc phát động toàn dân, tạo ra cuộc vận động xã hội sâu rộng và được sự đồng thuận của nhân dân để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Nguồn vốn thực hiện đề án hơn 74 tỷ đồng, trong đó đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên 35 tỷ đồng. Tại ấp Cầu Chùa, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, Hội Nông dân tỉnh Long An phối hợp với Hội Nông dân xã Mỹ Lệ tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng lúa chất lượng cao cho 40 nông dân là thành viên tổ liên kết sản xuất lúa chất lượng cao của xã Mỹ Lệ. Tham gia buổi tập huấn, bà con nông dân được cán bộ Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh Long An hướng dẫn những vấn đề cơ bản trong việc trồng lúa chất lượng cao, từ việc chọn giống, phương pháp gieo sạ, nhất là việc quản lý, sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả, an toàn, hạn chế dư lượng hóa chất trong sản phẩm. Ngoài ra, bà con nông dân còn được thông tin các quy định của pháp luật về quản lý sản xuất, kinh doanh sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn, góp phần bảo vệ môi trường. Việc tổ chức các lớp chuyển giao kỹ thuật nhằm giúp cho hội viên, nông dân sản xuất đạt hiệu quả cao hơn, từng bước động viên nông dân tham gia vào các tổ liên kết, hợp tác xã. Tiếp sau đây là phần tin an ninh trật tự trong tuần. Hôm qua, 27 tháng 11 năm 2015, Tòa án Nhân dân huyện Mộc Hóa mở phiên xét xử lưu động hai vụ án trộm cắp tài sản tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa. Bị cáo Trịnh Hoài Phúc sinh năm 1984, quê quán huyện Chồng Riềng, Kiên Giang đã trộm cắp tài sản trót lọt 4 vụ. Đến vụ thứ 5 thì bị lực lượng chức năng tóm gọn. Tang vật thu giữ gồm bình ắc quy, cờ lê, mỏ lết và cưa sử dụng cho máy gặt đập liên hợp. Tang vật thu được sau mỗi vụ trộm có giá trị dưới 2 triệu đồng. Tòa án Nhân dân huyện Mộc Hóa tuyên phạt bị cáo 2 năm 6 tháng tù giam và chịu án phí theo quy định.
Cùng ngày, Tòa án Nhân dân quận Mộc Hóa cũng tuyên án bị cáo Đặng Thanh Tâm, quê quán quận Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Trên đường đi bán vé số từ Cần Thơ về Mộc Hóa, thì bị cáo ra tay trộm một giỏ composite, máy Honda của ông Trần Trọng Thấy, sinh năm 1969, ngụ xã Tân Thành, và một dàn sắt xi máy dầu trên đường tẩu thoát, định giá tài sản tang vật là 11.534.000 đồng. Được biết trước đó cả hai bị cáo đều có tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản và chịu mức án tù từ 1 đến 2 năm tù. Công an huyện Cần Giuộc vừa phối hợp với công an xã Phước Lâm tổ chức họp dân công bố quyết định xử phạt hành chính đối với các đối tượng Trần Thanh Tâm, ấp 1, xã Long Hòa, huyện Cần Đước, Nguyễn Văn Trung, Trần Thanh Lâm, cùng ngụ ấp Sò Đôi, xã Long Trạch, huyện Cần Đước. Vào ngày 10 tháng 5, 2015, công an huyện Cần Giuộc tổ chức kiểm tra, triệt xóa tụ điểm đá gà trái phép tại xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, bắt 18 đối tượng, trong đó có 15 đối tượng bị khởi tố, riêng các đối tượng Tâm, Trung, Lâm. Trong quá trình điều tra, do hành vi các đối tượng nêu trên chưa đến mức để truy cứu trách nhiệm hình sự, nên công an huyện Cần Giuộc đã ra quyết định xử phạt hành chính, phạt 1.500.000 đồng đối với Trần Thanh Tâm và Trần Thanh Lâm. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Trung bị xử phạt 2 triệu đồng. Tại buổi họp dân, các đối tượng đều tỏ ra ăn năn, hối cải và hứa trước nhân dân sẽ không tái phạm. Quý thính giả vừa theo dõi nội dung phần tin trong tỉnh. Tiếp sau đây là những thông tin trong nước và thế giới đáng quan tâm. Theo kế hoạch, các bộ ngành địa phương phải tinh giản tối thiểu 10% cán bộ công chức viên chức trong khoảng từ năm 2015 đến năm 2021. Như vậy, một năm mỗi cơ quan đơn vị phải tinh giản tối thiểu 1,5%. Đây là vấn đề theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn sẽ gắn với trách nhiệm của người đứng đầu mỗi cơ quan và theo kế hoạch cụ thể của từng năm. Thông tin thêm tại buổi họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức tối 27 tháng 11, lãnh đạo Bộ Nội vụ khẳng định việc tinh giản được triển khai lần này không chỉ đơn thuần chỉ giảm về số lượng, mà mục tiêu chính là thông qua tinh giản nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân xã hội. Đây là vấn đề mà theo Thứ trưởng Tuấn sẽ có 3 điểm mấu chốt, trong đó việc đầu tiên là gắn thẩm quyền trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp đó, hàng năm các cơ quan đơn vị phải xây dựng kế hoạch tinh giản cũng như xác định chỉ tiêu của đơn vị mình tối thiểu từ 1,5% mỗi năm trở lên. Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, nguyên tắc cuối cùng theo Thứ trưởng là thực hiện nguyên tắc ra 2 vào 1, tức là các đơn vị chỉ được tuyển 50% trên tổng số những người đã nghỉ theo diện nghỉ hưu, thôi việc, tinh giản biên chế. Về đề xuất tỷ lệ tinh giản biên chế ở một số cơ quan, bộ, ngành nên là 40%, Thứ trưởng Tuấn cho rằng vấn đề này phụ thuộc vào đánh giá, phân loại cán bộ của từng đơn vị. Chiều 27 tháng 11 tại thủ đô Viêng Chăn, hãng hàng không Cambodia Angkor Air đã chính thức khai trương đường bay mới từ Phnom Penh đến Viêng Chăn. Phát biểu tại buổi lễ, ông Linh Cao, Phó Tổng Giám đốc Cambodia Angkor Airlines cho biết, lượng du khách đến Lào những năm qua ngày càng tăng và dự kiến con số này sẽ tăng vọt khi Lào giữ cương vị Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN luân phiên vào năm 2016. Nắm bắt cơ hội này, Cambodia Angkor Air đã quyết định mở tuyến bay Phnom Penh đi Viêng Chăn, từ Viêng Chăn đi Hà Nội và ngược lại. Cụ thể, Cambodia Angkor Air sẽ khai thác đường bay Phnom Penh Viêng Chăn Hà Nội bằng máy bay Airbus A321 với tần suất 3 chuyến một tuần vào thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật. Cambodia Angkor Air là hãng hàng không quốc gia của Vương quốc Campuchia. Đây là công ty liên doanh giữa Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines và Chính phủ Campuchia. Theo đó, Vietnam Airlines góp 49% vốn trong công ty liên doanh có tổng vốn đầu tư 200 triệu đô la Mỹ này. Theo hãng tin TRIA, một đơn vị quân sự hỗn hợp của quân khu miền Đông Nga sẽ sang Việt Nam tập trận chung vào năm 2016. Hãng tin này dẫn lời trưởng bộ phận báo chí của quân khu là ông Alexander Gordeyev cho hay dự kiến một đơn vị quân đội ở vùng Amur, Viễn Đông Nga sẽ tham gia tập trận chung với Việt Nam lần đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam năm 2016. Ông Gordeyev cũng cho biết cuộc tập trận chung này nằm trong kế hoạch hợp tác quốc tế của quân khu miền Đông Nga. Quân khu miền Đông là một trong 4 quân khu chiến lược ở Nga, được thành lập theo nghị định của Tổng thống Nga năm 2010. Gần đây, Nga đã quyết định chi 325 tỷ đô la Mỹ để hiện đại hóa ít nhất 70% lực lượng vũ trang đến năm 2020. Thưa quý vị, chương trình thời sự chiều nay trên sóng phát thanh và truyền hình Đông An xin kết thúc tại đây. Chương trình này do Hoàng Chương biên tập cùng các phát thanh viên Kim Trúc và Phương Thanh thể hiện trước máy. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.